Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại. Hãy cùng Phong cập nhật tin tức bóng chuyền mới nhất. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi kết thúc ABC Challenger Cup 2023 với vị trí thứ tư chung cuộc, thì đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam cũng sẽ bước vào một giải đấu quan trọng nữa, đó chính là SAA V-League năm 2023. Giải đấu này gồm 4 đội tuyển Đông Nam Á, đó là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Giải đấu được chia làm 2 trận đấu. Trận đấu đầu tiên diễn ra tại Indonesia từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7 và trận 2 diễn ra tại Philippines từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 7. Thành phần tham dự giải của đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam bao gồm Dương Văn Tiên, Nguyễn Xuân Đức, Nguyễn Ngọc Thuân, Trương Thế Khải, Trần Duy Tuyến, Nguyễn Thanh Hải, Vũ Ngọc Hoàng, Từ Thanh Thuận, Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Văn Quốc Duy, Đinh Văn Duy, Nguyễn Hình Anh Phi, Trương Duy Phúc và Huỳnh Trung Trực. Huấn luyện viên trưởng là ông Trần Đình Tiền. Các trợ lý huấn luyện viên bao gồm Nguyễn Đình Lập, Phan Văn Nghiệp và Nguyễn Trung Nam. Một tin vui cho người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam là những trận đấu ở trong mùa này sẽ được trực tiếp trên truyền hình VTV Cup, Osport, ứng dụng OnMe. Kính mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Hy vọng rằng các chàng trai của chúng ta sẽ thi đấu tốt ở giải đấu này. Và sau đây là lịch thi đấu cụ thể của giải như sau.